Hello xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình Lại là mình, mình đánh túc đây Nếu ai còn chưa đăng ký kênh mình thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký Để cập nhật những video, những cái dự án mới nhất mình chia sẻ Dự án này thì mình hướng dẫn anh em chơi kèo số số Cờ Lam, được chưa Ai drop và Cờ Lam cũng khác nhau hoàn toàn nha Ai drop thì làm chatbot làm các nhiệm vụ Còn Cờ Lam thì anh em mất chút ít gọi là phí ga, phí mạng, phí gọi phí ga BLB để, để Cờ Lam tất cần về ở ờ, con uh, video này thì mình hướng dẫn anh em gọi là cờ lam nhận 5 triệu cái đồng này có tên là coi swap như các bạn có thể thấy để nó sẽ ra mắt tại ban kết uh, vào còn 8 hôm nữa thì là nó sẽ kết thúc và gọi là chương trình Aerop này và nó kết thúc luôn và nó sẽ ra mắt vào ban kết swap vào còn 8 hôm nữa thì để tham gia anh em gọi là mất chút ít phí bnb phí ga thôi thì vừa nãy hình như là mình cờ lam là hết uh, 0.1 0.18 đô BNB tức là rơi vào tầm 3 đến 4.000 VNĐ được chưa? Thì đơn giản 3 4.000 VNĐ bây giờ anh em cái các anh em mua tranh nước thì anh em cũng gọi là hết uh, uh, 10.000 nên anh bỏ ra 3 4.000 nói chung là bây giờ là nó, này, này, này. nó quá rẻ này, được chưa? Thì đây là mình dự định là, là kèo chờ số nên là anh em nào có BNB thì cứ chiến thôi chứ mình không bắt buộc là phải làm hay không làm bây giờ anh em nào mà có ít bnb để lên cờ lam con này thì mình thấy là nó khá tiềm năng cũng như là cái lộ trình và uh, khá cụ thể nó không phải là gọi là tầm thường bây giờ cái lộ trình của con này thì là nó một hẳn một cái trang gọi là gì trắng luôn được chưa Đấy, một uh, dây trắng lộ trình dây trắng luôn này, đấy được tháng 8 tháng 9 luôn tháng 10 tháng 1 Nội trình đỏ hoàng năm anh em có thể đọc được chưa ra mắt trên bayland này 12 đến 12 tháng này ra mắt trên bay này tháng 9 này tháng 10 này ra mắt ban cách này được chưa uh, cầu xuyên xích này được chưa anh em có thể là đây ra mắt ban kích và hot này đấy. Rồi, anh em có thể đọc rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nuôi cần làm nhanh luôn này được chưa uh, đứng đinh con này thì mình cứ để dưới phần mô tả để anh cho anh em gọi là có copy đứng đinh Bởi vì căn bản là mình không để đứng đinh được dưới phần mô tả thì mình sẽ để đứng đinh ở cái phần gọi là kênh nhóm telegram của group của mình. bây giờ à, khi mà có kèo nào hot hay là kèo nào mà khẩn cấp ấy thì mình đều đăng lên kênh để cho anh em ở cùng nào bây giờ thì đây mình có để cái nhóm telegram của group mình cũng có để dưới phần mô tả cho anh em gọi là kích vào kích vào thì đứng đinh mình có để kênh của mình, à, kênh nhóm telegram group của mình. thì như các bạn thấy đây, đây cờ lam được uh, 5 triệu đồng quay token. bây giờ tăng nữa trên ban kèm của phi là, là 0.18. nên mình cứ để rõ ràng như vậy. link cờ lam, anh em sẽ copy cái đường link này Đấy, và dán vào phần đáp này. Đấy, đây là con trách cũng như là tên ký hiệu số thực phân đều mình để để chu đáo đều để ở đây hết. Đấy, dạ? rồi, bây giờ mình hướng dẫn anh em anh em ấn giữ cho mình à, giữ đường link cho mình, rồi ấn copy cho mình. Rồi, copy xong thì anh em quay sang vi trước này. À, cái này vì chốt mình thì metamask anh metamask thì anh em phải tích hợp mạng bc smart trên và có ít uh, phí ga phí mạng để làm con này còn uh, mình thường thường mình dùng quen ví chốt rồi nên là uh, mình uh, làm thôi rồi anh kích vào ví chốt thì anh kích phần đan cho mình được chưa ui rồi con uh, giảm sâu quá bài này smart trên giảm sâu quá rồi kích phần đan này rồi anh em sẽ dán cái địa chỉ vừa sẽ chép cho mình được chưa rồi vừa sẽ chép trên tên gam của mình ấy. rồi anh em sẽ ấn đi cho mình em nhớ chuyển đổi cho mạng sống mắc trên cho mình nha oh, chuyển sau đổi cho mạng sống mắc trên cho mình nếu mà anh em mà rồi chuyển đổi cho mạng sống mắc trên thì anh em chờ đôi lúc này để cho nó kết nối này ok dạ rồi khi nó kết nối xong thì anh em có thể là cái lỗi ấn ở phần con lắc ví cho mình con này, này. À, phần trên cho mình và anh em có thể kéo xuống này anh em sẽ ấn phần là uh, claim airdrop cho mình Đã, phần dưới này kích vào dạ và nó xác nhận uh, gọi là gọi hợp đồng thông minh đây phi ga phi mạng đây bây chưa thì đương nhiên thì anh em ấn chấp thuận cho mình bây giờ à, thì chúc uh, chấp thuận một lúc thì là uh, nó hiện lên cái giao dịch này rồi C cái này có thể mua mua nó bán nên là mình hướng dẫn anh em mua à, mình hướng dẫn anh em gọi là cờ tôi cũng không hướng dẫn anh em mua anh em mua có thể nó bút cực bút tất vậy Ơi, anh em có thời gian thì chỉ bác không BNB Smart trên anh em ra vào đây và ấn get profile link để lấy đường link đi giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái uh, token uh, coi số này nha bây giờ thì mình hướng dẫn anh em gọi là app moi um, token lên khi token nó bị ẩn đi dạ moi lên về ví và ví trước tiên thì anh em ấn uh, cho nó uh, collect ví ra không đây kích anh em kích vào cái um, địa chỉ ví của anh em nha và ấn long hút cho mình được đã ngắt cái lối với ví với trang web bây chưa phải đề phòng mình biết là cái này nó uy tín rồi nhưng mà cứ cái gì cũng phải đề phòng cho nó chắc cú để chưa kèo này là kèo của ví này rồi anh em kích phần ví cho mình này tiếp theo đó kích vào địa chỉ, sở mắc trên cho mình này. anh em kích vào cái phần địa chỉ gần đây nhất của anh em bây giờ đó, địa chỉ hợp đồng này kích vào đó thì anh em sẽ ấn vào thêm các chi tiết cho mình đó, thì nó hiện nên nó đưa anh em đến cái giao diện của thằng bizcan để anh em check này Ờ, anh em có thể kéo xuống này đây như uh, anh em có thể thấy uh, đây chỉ, chỉ mình mình nhận 5 triệu anh em kích vào coi so cho mình uh, coi so góc này uh, đưa anh em đến giao diện này uh, có tất cần này hey, anh em có thể thấy là coi góc đấy con uh, khỉ là con gì đây mà nhìn ảnh nó mở thế không nhìn rõ nói chung là không nhìn rõ ảnh đấy tổng cung con này là một trăm nghìn tỷ coi rồi uh, anh em sẽ ấn giữ sao chép này giữ này ok giữ chép chép này tiếp sau đó thì ấn uh, À, ký hiệu này cho này rồi ờ, copy contract này ký hiệu số phân này, số 8 này hoặc uh, trong phần kênh uh, nhóm telegram group của mình mình có để ở đó này đây giờ đây anh em có thể copy cũng được mà copy kiểu kia cũng được rồi ờ, anh em sẽ quay sang ví trước cho mình để ép cần vào ví này rồi kích vào kích vào góc phải cho mình hình như mình rồi có một ký hiệu bất kỳ đi sợ rồi làm nó đi nhanh thì đi, đi còn rồi tự động đi thêm nó hóa này ok chuyển đổi sang mạng sống mất trên cho mình nha Ờ, tiếp sau đó thì anh sẽ dán địa chỉ hợp đồng vào là nó ok mà dán vào phát là nó tự hiện lên anh cần dán địa chỉ hợp đồng vào bây giờ là ví trước là nó hiện đại lắm cần dán địa chỉ vào nó tự hiện lên không cần đánh dấu hiệu nữa Và anh em vẫn làm xong cho mình nha ôi oh, ok đấy như anh em có thể thấy là 5 triệu có đồng uh, qua số góc đã về ví của mình ôi oh, uh, trong quá trình giao tác thì anh em cái gì không hiểu thì có thể comment bên dưới thì ad số trợ bây giờ chào tất cả mọi người hẹn gặp mọi người cái video tiếp theo